Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đức chào Cha Francisco tham viếng đền thánh Đức Mẹ Loreto Ancona và ký tông huấn dành cho giới trẻ. Chính thống giáo Ukraine trực thuộc tòa thượng phụ Moscow đang sụp đổ tại Ukraine đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Ancona, Italia. Đức Thánh Cha Francisco thăm viếng đền thánh Đức Mẹ Loreto Ancona và ký tông huấn dành cho giới trẻ. Lúc 8 giờ sáng thứ hai ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã khởi hành bằng trực thăng từ sân bay trực thăng Vatican để đến đền thánh Đức Mẹ Loreto cách Vatican 280 km về phía đông bắc để cử hành lễ truyền tin và ký tông hứng giới trẻ. Tại nhà của Đức Mẹ bên trong đền thánh, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ một mình trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Đan Xin Sở tại Và trong số các tín hữu hiện diện có bốn bạn trẻ và một cặp đính hôn, tượng trưng cho các công dân tương lai, các gia đình tương lai, trong đền thờ cũng có nhiều tín hữu khác tham dự thánh lễ qua màn hình và loa phóng thanh. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh cha đã dâng tặng Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng, như Ngài đã làm nhiều lần khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh cha đã ký tông huấn Christus Vivit, đúc kết những thành quả của Thượng hội đồng Giám mục về chủ đề: Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi, tiến hành từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm ngoái tuy đã được Đức Thánh Cha ký, nhưng tông huấn chưa được công bố, có lẽ vì còn phải dịch ra các sinh ngữ khác từ nguyên bản Tây Ban Nha. Theo báo chí, ngày công bố tông huấn mới có thể là ngày 2 tháng 4 năm 2019 tới đây. Theo Sismographo, những dòng đầu tông huấn là Chúa Kitô sống, niềm hy vọng của chúng ta và Ngài là tuổi trẻ đẹp nhất thế giới. Tất cả những gì Ngài đụng chạm đến đều thành trẻ trở nên trẻ trung đầy sự sống. Vì thế, những lời đầu tiên tôi muốn gửi đến mỗi bạn trẻ Kitô là Chúa sống và Ngài muốn bạn sống. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra tiền đường của Đền Thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh truyền tin với mọi người. Quán trường đông chật với hơn 8.500 người, trong đó có 800 bạn trẻ thuộc tổ chức Initasi In chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác. Tin Uraina Chính thống giáo Uraina trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow đang sụp đổ tại Uraina. Trước ngày 5 tháng Giêng, tại Uraina có đến 3 giáo hội chính thống giáo. Nhóm đông nhất là nhóm chính thống giáo Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow nhóm thứ hai là nhóm chính thống giáo Ukraina và nhóm thứ ba là nhóm chính thống giáo Ukraina tự trị với đa số là các vị chính thống giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi chế độ cộng sản tại đây sụp đổ. Hai nhóm chính thống giáo thứ hai và thứ ba của Ukraine đã nhập lại thành một. Hôm 5 tháng Giêng, trước sự hiện diện của các thành viên phái đoàn chính phủ Ukraine. Đức Thường Phụ Đại kết Bartolomeo của Tòa Thượng Phụ Constantinop đã ký kết Tomos, tức là xác lệnh công nhận chính thống giáo Ukraine là một giáo hội chính thống độc lập và trao cho Đức Thường Phụ Epiphanie của Kiev và toàn Ukraine. Đức Tổng Giám Mục Trưởng Onufri cáo buộc rằng nhiều tài sản của chính thống giáo trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow đã rơi vào tay của giáo hội chính thống tân lập Ukraine bằng bạo lực. Tuy nhiên, các nguồn tin khách quan hơn từ Ukraine nhận định rằng nhiều giáo dân chính thống giáo trước đây trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow nay bỏ sang giáo hội chính thống tân lập và muốn đưa các nhà thờ của họ vào giáo hội mới. Tranh chấp đã xảy ra vì một số giáo dân khác vẫn muốn ở lại trong giáo hội cũ. Hôm 21 tháng 3, Đức Tổng Giám mục trưởng Onufri là Tổng Giám mục của Kiev và toàn Ukraine đã tham dự một cuộc họp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và các thành viên của Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine. Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của nhà lãnh đạo Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Petro Poroshenko lưu ý sự cần thiết phải đề cao các nguyên tắc tự do tôn giáo. Và ông nói thêm rằng, bạo lực không bao giờ có thể là một phương tiện để giải quyết vấn đề. Các quan chức của Ukraine coi nhóm chính thống giáo Nga trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow là công cụ để Điện Kremlin tác động lên nội tình của Ukraine. Trước tình cảnh bài Nga tại Ukraine, xu hướng sụp đổ của chính thống giáo thuộc Tòa Thượng phụ Moscow có vẻ là điều hiển nhiên. Tình Vatican Đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa vào Chủ nhật thứ ba mùa chay 24 tháng 3 vừa qua, trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ một vài suy tư về tin mừng theo Thánh Luca. Ngài kêu gọi mọi người đừng lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy cấp bách thi hành việc hoán cải. Ngài nói, lòng thương xót của Thiên Chúa là vô hạn, nhưng chúng ta không được lạm dụng điều ấy với sự lười biếng tâm linh. Trên hết trong mùa chay này, mỗi người chúng ta được mời gọi đáp lại bằng con tim chân thành trước lời mời gọi hoán cải. Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn cây và không sinh trái như sau. Ông chủ tượng trưng cho Chúa Cha và người làm vườn là hình ảnh của Chúa Giêsu, còn cây vả tượng trưng cho loài người vô cảm, khô cạn và cằn cỗi. Chúa Giêsu cầu khẩn Chúa Cha cho con người, xin người chờ đợi và thêm chút thời gian, với ước mong những hoa trái tình yêu và công bình sẽ trổi lên trong nó cây vả mà ông chủ trong dụ ngôn muốn loại bỏ, nói đến một cuộc đời không sinh hoa trái, không biết cho đi, không biết làm việc lành. Đó chính là biểu tượng của một người chỉ biết sống cho mình trong sự đầy đủ, êm đềm và thoải mái của riêng họ, mà không để mắt, để tâm đến những người xung quanh, những người đang sống trong đau khổ, nghèo đói và thiếu tiện nghi. Thái độ ích kỷ và không sinh hoa trái thiêng liêng này đi ngược lại với tình yêu lớn lao mà người làm vườn dành cho cây vả. Bác ta kiên nhẫn chờ đợi, dành thời gian và công sức cho nó. Bác ấy hứa với ông chủ sẽ chăm sóc đặc biệt cho cái cây đang gây thất vọng ấy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói trong mùa chay, "Thiên Chúa mời gọi chúng ta hoán cải. Mỗi người trong chúng ta phải cảm thấy bị chất vấn, bị đòi hỏi bởi lời kêu gọi này, điều chỉnh một điều gì đó trong cuộc sống của mình, trong cách suy nghĩ, cách làm." và trong cách tương quan với những người thân cận. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.